À, tí các bạn nha. Nãy giờ là do cái nhiệt độ cao quá của điện thoại á, do mình quay chế độ 4K. Thì các bạn xem ha, cái vị trí của đồng hồ y này nha, không có xê dịch gì ha. Nãy giờ mình đã y đó. Và cái thời gian phút nó đã tăng lên ha. Nãy giờ cũng gần 10 phút rồi. 10 phút rồi. Mà nó không biết nó có vô nước chưa, mình chưa biết. Để mình ngâm nữa nè. Mình ngâm thử tiếp nha. Rồi bây giờ mình sẽ đọc ít thông tin về cái đồng hồ này ha. Đây là thương hiệu Venus ha, đằng kia kèm pin dự phòng nè, thích hợp làm quà tặng cũng như là chúng ta tặng người thân, người yêu hay là vân vân, tùy các bạn nha. Thì nó chống nước với là chỉ số 3 ATM, thường 3 ATM là chúng ta có thể là đi mưa, rửa tay, tắm vân vân. Rồi chúng ta nên hạn chế bơi lội các bạn nha, không bơi lội càng tốt và tránh tiếp xúc các hóa chất như xà phòng, nước tẩy rửa, vân vân. Thì thường của bệnh tại người mà bảo hành 12 tháng toàn quốc các bạn nha. Có hộp đựng nè, sách hướng dẫn, hình như là mình thấy thiếu sách hướng dẫn trong cái mục mà chi tiết của nhà cung cấp thì họ có ghi là sách hướng dẫn nè ha. À, về cái dây đồng hồ chúng ta có cài đặt theo cái nấc đeo ha, chúng ta có thể điều chỉnh được nè, bấm lỗ đeo cũng được ha. Pin này, chúng ta có thể thay pin này, khi mà chúng ta được tặng kèm pin đó bạn, chúng ta được tặng kèm pin chúng ta có thể thay pin ha, thay pin rất là ok. Nếu có pin sẵn thì chúng ta thay giá nó rẻ hơn, tầm 10 đến 20k tùy theo nơi thay các bạn nha. Rồi đổi trả hàng thoải mái, thì nếu mà chưa cắt dây thì shop đổi trả trong vòng 3 ngày, bất kể lý do gì chúng ta cũng có thể đổi được ha. Thì chúng ta có thể nhắn riêng với shop bạn nha, chúng ta đừng nên chia sẻ công khai trong cái mục mà nhận xét á, thì nhiều người họ họ có cái suy nghĩ tiêu cực thì cũng không hay, làm ảnh hưởng tới uy tín của shop á. Thì cái hợp kim là titanium siêu cấp, cái công nghệ là mạ ion với chùm ở bên trong là đốt nóng chất liệu titanium đến 20.000 độ C trong chân không. Bề mặt đồng hồ là có lớp phủ vững chắc nè, có năm nó chắc hơn gấp 5 lần, ban đầu đạt là 1.200 trên Richter. Nó là loại kim loại siêu nhẹ bạn ha, và cao cấp. Rồi mình sẽ đọc những cái thông tin chi tiết các bạn nghe luôn ha. Pin dự phòng. Rồi, pin dự phòng mà cái cục pin này là trị giá 40k rồi ha, thì đối với nhà cung cấp là như vậy thôi, còn thực tế thì chắc có thể nó trên lệch đó bạn. Rồi nó là cái loại vỏ thì bằng thép 316L chống oxy hóa tốt ha. Rồi mình sẽ review nó hơi chi tiết, thì các bạn có nhu cầu chúng ta tìm hiểu, chúng ta mua sản phẩm thì chúng ta sẽ có nhiều cái kinh nghiệm cũng như là cái mà chúng ta tư vấn cũng như là giới thiệu cho bạn bè hơn ha. Thương hiệu cái này công nghệ của Thụy Sĩ nè, kiểu máy là ghi là Japan Watt, máy Nhật siêu bền bỉ, kích thước mặt là 31 mm, kích thước dây là 13 mm, cái độ dày là 0,6 mm, là khá là mỏng. Inox đặc là 100% các bạn ha. Vỏ máy bằng thép chống oxy hóa cao. Rồi mình đã đọc hầu như là gần hết cái thông tin mà nhà cung cấp đã đưa ra. Dây là được thiết kế thông minh, đúng chuẩn châu Âu nè. Cam kết là 100% là giống với hình thật, ảnh thật. Video do shop tự quay, thôi mình quay dùm cho shop luôn, giới thiệu dùm shop luôn. Rồi bảo hành 12 tháng. Rồi cái đồng hồ này mình thấy đánh giá rất là cao mọi người nha, mà với cái tầm giá là 300.000 đó lại, thì các bạn có quyền lựa chọn với cái đồng hồ này ha, 300.000 đó lại thôi. Tại vì có những shop bán là 270, có shop bán 230, 220, tùy shop. Nếu mà hàng hiếm thì các bạn chọn shop nào các bạn mua cũng được. Còn tính thêm phí ship thì tầm 300.000 thôi lại là ok. Mình mua cái đợt sale giá sốc á, mà cách đây cũng 2 tháng, gần 2 tháng rồi, nên giá còn có 100 mấy là chuyện bình thường mà ha. Rồi, mình giờ mình sẽ test qua cái
cái hoạt động của nó. Giờ nãy mình ngâm cũng 15 phút rồi mà. Mình ngâm nước cũng gần 15 phút rồi ha. Giờ mình sẽ test về cái khả năng hoạt động của nó, coi nó còn ổn hay không. Mình vũ các bạn nha. Rồi, mình sẽ lau sơ, các bạn chờ mình trong giây lát nha. Rồi, mình sẽ lau sơ cái đồng hồ ha. Mình sẽ lau sơ cái đồng hồ. Nó ướt rồi, không biết nó ổn hay không. Mình lau sơ nó đi. Tính nó vô nước hay không thì tính sao. Thì mình test là chi tiết luôn á. Còn những cái đồng hồ khác mình lát mình sẽ test nước luôn. Rồi, khá là ok các bạn nha. Quá ok. Không có vào nước nha. Rồi, đồng hồ này tặng mẹ, người yêu, người thân. Quá tuyệt vời luôn. Rồi, với tầm giá như thế này cũng là tương đối là ổn, là chuẩn của cái đồng hồ mà chống nước. Rồi chia sẻ với các bạn cái đồng hồ của mình mua lầm nè. Nghe ông chú là quảng cáo hay lắm, không vô nước, bao pin, để mình để không một tháng cái nó không chạy, lắc cái nó chạy bình thường. Rolex hàng nhái các bạn nha, mình chia sẻ với các bạn luôn hàng nhái nè. Hàng nhái là nó như vậy nè, cái đồng hồ kim các bạn nhìn ha. Đồng hồ kim nó chạy lệch so với cái mắt vạch đó. Đây, nó chạy lệch so với cái vạch các bạn nha. Nó chạy lệch so với cái vạch. Đấy, hàng nhái ha. Hàng nhái nó chạy lệch so với cái vạch nè. Chúng ta đây lấy đây cũng làm kinh nghiệm cho tất cả các đồng hồ khác chúng ta mua luôn các bạn nha. Nó chạy lệch, không có ngay cái vạch các bạn nha. Nó chạy không có ngay cái vạch. Đó là cái điểm cơ bản đầu tiên. Và cái ngày thì nó sẽ không chuẩn, nó nằm giữa. Nó không có chuẩn mà nó nằm giữa, nó bị lệch xuống một xíu. Rồi đó là những cái thông tin mà đơn giản ta nhìn vào chúng ta biết được. Còn những bạn mà chúng ta nói nhận xét về cái chữ width may nè. Width may trên mặt đồng hồ này, cái này nó chỉnh cũng được các bạn. Nó vẽ thêm này kia cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu. Mặt dưới chúng ta nhìn nè. Cái mặt lớp keo tem chống hàng giả nè. Cái này là giả nè. Mới đầu nhìn bự cứng cáp cũng khá là nặng ha. Đồng hồ này cũng cả trăm gram á, gần trăm gram chứ không ít đâu. Cứ nghĩ là ban đầu là mình sẽ mua là đúng hàng hên vớt được của tốt ai về xài vô nước các bạn nha. Nó vô nước mà trong lúc mua là ông chú nó là không vô nước đấy, mua 250 lầm rồi thôi, để coi ai có ấy mình cho đeo thì nó cũng không có đeo chơi, nhìn nó cũng được mà vô nước gì thì nó không ổn lắm. Rồi chia sẻ với bạn nhiêu đây thôi, chút kinh nghiệm nữa thì chúng ta xem. Rồi, cái này 5 ATM nè, nó ghi 5 ATM chống nước là 50m, mà cuối cùng lại rửa tay này kia cái cũng vô nước luôn. Rồi chia sẻ các bạn, nơi đồng hồ mà vô nước chúng ta nên để trong cái máy lạnh bạn. Cái chỗ nào máy lạnh mà nó hay phà hơi ra nhiều quá, chúng ta để cách đó khoảng chừng mét thôi ha. Để cái đó chừng mét thôi. Cái trong môi trường máy lạnh nó rất là hay các bạn nha. Nó hút cái hơi nước lên và nó thải lên trên nóc nhà chúng ta. Nếu chúng ta có cái đường mà chúng ta đi cho cái hơi nó đi ra đó, thì khi mà đồng hồ mình bị vô nước nè, mình để trong môi trường máy lạnh đó, thì nó hút hầu như là tất cả các hơi nước nó dính trên mặt mà. Nhìn nó ố, nó mờ luôn mà ha. Nhưng mà để thời gian khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ, nếu nặng thì chúng ta để lâu hơn, nó cũng chạy ok và nó hút hết hơi nước luôn ha. Thì đó là kinh nghiệm chúng ta trị những cái đồng hồ mà nó bị dính nước mà nha. Chúng ta hạn chế sấy các bạn nha. Thì trước mình sấy cái đồng hồ nó hư luôn cái dây của mình, với lại bên trong nó có cái lớp nào mà mũ nhựa nó sẽ chảy cái bên trong luôn. Sấy chúng ta nên hạn chế sấy cũng không tốt lắm. Thì đây mình sẽ đi tiếp cái đồng hồ khác các bạn nha. Rồi cho bạn xem sơ về cái đồng hồ này xíu nữa. Rồi, khá là ổn ha, khá là ok tầm giá tiền cũng như là chất liệu dây nè, rồi cái độ co giãn của dây. Nói chung là khá là ổn trong tầm giá. Tầm giá này là quá ok, khá là tốt. Chống nước được luôn, không còn đòi hỏi gì hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.